Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Phúc nổ báo nhận vài nghìn tỷ, Thủy Tiên vẫn quyết chuyển tiền cho dân. Mấy ngày nay, mạng xã hội và báo chí đồng loạt đưa tin chấn động còn hơn bom nổ. Đó là hôm 17 tháng 10 năm 2020, chỉ sau 2 tiếng huy động, ông Thủ tướng của Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã quyên góp được 2.400 tỷ đồng ủng hộ chương trình Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau 2020. Trong khi ca sĩ Thủy Tiên phải mất một tuần để huy động 100 tỷ đồng và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ huy động được có 22 tỷ đồng trong cùng thời điểm với Thủy Tiên, thì số tiền 2.400 tỷ đồng của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải nói là đã thừa sức đè bẹp đi mọi dị nghị về uy tín của chính phủ trong suốt thời gian qua. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng của Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội bà Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung trong chương trình Cả nước chung tay vì người nghèo tối ngày 17 tháng 10 năm 2020. Thế nhưng cũng rất nhiều người hoài nghi con số và sự kiện này ở nhiều góc độ. Bởi lẽ xem lại cách viết của bản tin này thì có vẻ có gì đó hơi lập lờ, rồi sau đó đã được một số trang Facebook đưa lên bằng những lời nói có cánh rằng với tinh thần tương thân tương ái, đích thân ngài Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi cả đồng bào quyên góp, và thật kỳ diệu, chỉ sau 2 tiếng đã góp được 2.400 tỷ đồng để tương trợ cho bà con miền Trung đang vượt qua cơn bão. Họ còn đưa ra dư luận thông tin như sau. Sau 2 giờ, Thủ tướng phát động ủng hộ miền Trung thu được 2.400 tỷ đồng. Những kẻ chê nhà nước không biết làm từ thiện đâu rồi. Trên mạng xã hội, một số người lật mặt trái của sự kiện này và cho rằng đó là sự phét lác, lừa bịp hoặc giả nếu có. Thì chưa biết đến bao giờ mới đến tay người nghèo và những người dân khốn khó sau cơn bão lụt. Trên trang Facebook cá nhân có hơn 200.000 người theo dõi, blog Bùi Thành Hiếu đã bình luận như sau. Anh Phúc đã ra tay thì kinh rồi, sau 2 tiếng đã có 2.400 tỷ, có điều khéo lại giống 62.000 tỷ, bà con lên TV mà nhận nhé. Đây là chương trình vì người nghèo đã được triển khai từ lâu và thu tiền hoặc cam kết nộp tiền từ trước. Hôm 17 tháng 10 chỉ là hình thức nên nói sau 2 tiếng được từng ấy tiền là phét lác. Bình luận của blogger Bùi Thanh Hiếu khá chính xác bởi vì theo báo cáo trong nước đưa tin, đây là một sự kiện được chuẩn bị quy mô với sự tham gia của một loạt các nhân vật tai to mặt lớn từ Bộ Chính trị như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư ông Trần Quốc Vượng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ông Võ Văn Thưởng cùng rất nhiều tổ chức từ thiện, chuyên nghiệp và doanh nghiệp lớn khác. Nếu lấy con số 2.400 tỷ chia trung bình cho 220 đơn vị cam kết đóng góp, thì trung bình mỗi đơn vị góp 11 tỷ đồng. Đây là con số tiền rất lớn, chỉ có những đại gia nhận đặc quyền đặc lợi của nhà nước mới có thể chi ra, chứ dân thường làm sao đủ khả năng đóng góp cả chục tỷ như thế. Đây là hình ảnh bản chụp số dư tiền của Thủy Tiên khi có tới 105 tỷ đồng, thì thấy có một người chuyển ủng hộ 30.000 đồng, hai người góp 500.000 đồng và một người góp 1 triệu đồng. Trả lời báo chí, Thủy Tiên cũng cho biết đa số người ủng hộ góp vài trăm ngàn đồng, gộp lại mới được hơn 100 tỷ đồng. So sánh với con số tiết lộ từ tài khoản của ca sĩ Thủy Tiên trên, thì có hàng ngàn khoản đóng góp đa phần là từ vài trăm ngàn đồng cho đến vài triệu đồng. Đây mới thực sự là tiền mồ hôi nước mắt của người dân gửi gắm cho cô Thủy Tiên trên tinh thần lá lành đùm lá rách. Rất nhiều người bình luận cho rằng đây chỉ là thói quen nổ bom của Ban Tuyên giáo Trung ương với kiểu tung ra cụm từ 2 tiếng góp 2.400 tỷ đồng trong sự kiện ông Nguyễn Xuân Phúc đưa ra, khiến cho nhân dân khiếp vía và tạo dấu ấn đè bẹp con số 100 tỷ tạo nên uy tín của ca sĩ Thủy Tiên và những đóng góp của người dân cả nước. Facebook Chu Thị Cao viết như sau, Thủy Tiên mới chi ra chưa tới 3 tỷ mà người dân vùng lũ đã nhận được từ 5 đến 10 triệu đồng mỗi nhà. Nếu 2.400 tỷ này mà triển khai công tâm, chắc người dân vùng lũ sẽ sớm ổn định lại cuộc sống, hoan hô Thủ tướng. Còn Facebook Ngọc Lan thì nói, bắt ép doanh nghiệp chứ kêu gọi ai mà đóng góp, tự dân góp tiền giúp nhau cho chắc. Facebook Tùng Lâm cũng chia sẻ, thôi lại mấy ông, bom nở cũng không bằng mấy ông nổ. Còn Lý Sang thì tiếp tục chia sẻ, đảng lại tấu hài cho bà con vui rồi. Facebook Thiên Đức thì nói, xây cho Bắc Phúc cái lăng, to hơn cái lăng Ba Đình, tấm lòng của Bắc Phúc bao la như vũ trụ. Nguyễn Tường chia sẻ, ok, 2.400 tỷ,
rồi sau thử thống kê chia theo hộ gia đình xem số tiền họ nhận được có khớp với 2.400 tỷ không nhé, hay lại lên TV mà nhận. Phong Lan nói tiếp, Thủ tướng đã nói có nhận được tiền ủng hộ 2.400 tỷ cũng được, hoặc 24.000 tỷ cũng được, ai mà kiểm tra thật hay giả. Chỉ khi nào nghe Thủ tướng tuyên bố cấp cho dân vùng lũ mỗi gia đình một cái nhà phao thì ok. Một cái nhà phao có giá 100 triệu rẻ, rất rẻ, 2.400 tỷ làm được 24.000 cái nhà phao đó. Đây là hình ảnh các phóng viên tích cực ghi hình ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi cứu trợ dân vùng lũ vào sáng 24 tháng 10 ở thôn Đồng Tư, xã Hiển Ninh, huyện Hải Ninh, tỉnh Quảng Bình. Trang Facebook cô bé Cát Linh để đưa ra bài bình luận như sau. Nhiều người vẫn còn nghĩ nhà nước làm từ thiện là hỏng, hỏng thật sự. Nhà nước không làm từ thiện, trách nhiệm của mình là phải chống thiên tai, tái thiết, hỗ trợ người dân, ổn định sau thiên tai, giải quyết hậu quả. Và tất cả thì đều có quỹ để làm việc đó. Quỹ đó đâu ra thì ai cũng biết rồi, đó là tiền thuế của dân. Những thành viên trong chính phủ chịu trách nhiệm làm việc đó thì cũng được trả lương đầy đủ. Từ thiện chỉ dùng cho những cá nhân, tổ chức không có nghĩa vụ trách nhiệm gì, chỉ làm việc giúp cá nhân, cộng đồng một cách tình nguyện. Không có nhà nước nào từ thiện cho đồng bào đâu nhé. Còn những cá nhân, tổ chức làm việc hiệu quả, tốt và tận tâm thì đáng được biểu dương. Và nếu Thủ tướng kêu gọi có 2 tiếng mà được 2.400 tỷ, thì Thủ tướng nên kêu gọi thêm 22 tiếng nữa. Đủ tiền để mua lại các nhà máy, thủy điện, trồng lại rừng, thiết kế, làm đê điều chống lũ. Năm sau, không ai phải ngâm mình trong nước ghẻ, không phải lo lắng khi mùa lũ về, người người nhà nhà chăm lo cuộc sống của mình. Song song đó, thanh tra các nhà máy thủy điện đã và đang trong quá trình xây dựng, bỏ những dự án không cần thiết. Việc nghiên cứu và cứu trợ là kế hoạch ngắn hạn, khẩn cấp, không có kế hoạch dài hạn, thì năm nào cũng kêu gọi cứu trợ, vậy dân sống sao nổi. Facebook, Cát Linh đã nêu ra nhận định của mình như vậy. Đây là hình ảnh một bà cụ rất già đã được công an kéo lê đi để chụp hình nhận quà cứu trợ trong chuyến đi của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Nhiều người nêu lại gói cứu trợ 62.000 tỷ để so sánh, bởi lẽ theo các nhà quan sát thì rất ít người dân nghèo nhận được gì đáng kể trong gói cứu trợ này. Bức xúc về sự chậm trễ của hành động cứu trợ dân nghèo của chính phủ và chất vấn của Thủ tướng về lời hứa trên TV sẽ chi 500 tỷ cứu trợ cách nay vài hôm, cô gái ném giày Thủ Thiêm Nguyễn Thị Dương, người đang trực tiếp phát quà cứu trợ cho người dân vùng lũ, viết như sau. Thưa Thủ tướng, tại sao lại như thế? Bão chưa vào miền Trung, Thủ tướng đã có công điện khẩn cấp cho các ban ngành chuẩn bị. Bão oanh tạc miền Trung, Thủ tướng lại có công điện hỏa tốc yêu cầu các bộ ngành ra phương án ứng phó. Hơn 6 ngày kể từ khi bão đổ bộ, Bộ Tài chính mới làm xong tờ trình. Hơn 6 ngày, màn bão, chiếu nước ấy, dân sống làm sao? Cá nhân tôi giận Bộ Tài chính trăm thì rồi giận ức Thủ tướng muôn ngàn. Vì sao? Theo luật dự trữ quốc gia, Thủ tướng có quyền xuất khẩn cấp không cần tờ trình. Các bộ ngành và cơ quan, thành phố báo cáo sau vẫn được mà Thủ tướng không chịu làm. Thủ tướng có phải là đồng bào của nhân dân miền Trung hay không? Tôi đã khóc, khóc rất nhiều khi tôi nhìn họ chênh vênh ngóng đợi. Tôi khóc khi ngồi trên chiếc ghe qua sóng lớn mịt mù. Tôi nghĩ dân miền Trung đã đi qua cơn sợ hãi của ngày hôm đó như thế nào? Họ đã đi qua nỗi sợ, cơn hoảng loạn đó ra sao? Tôi không biết Thủ tướng có từng đọc qua luật dự trữ quốc gia để biết mình có cái quyền xuất hàng khẩn cấp hay không. Nhưng tôi biết là một người bình thường không ai có đủ gan để nghe tiếng kêu thảm thiết của người dân vùng lũ mà có thể không cứu. Một phút chậm trễ trong quyết định của lãnh đạo sẽ trả giá bằng đau thương, cơ cực của nhân dân. Thủ tướng, ông thấy có lỗi với dân hay không? Tại sao lại chậm trễ trong công tác cứu hộ, cứu nạn như thế? Tại sao lại có thể để cấp dưới làm một tờ trình mất mấy ngày như vậy? Đây là hình ảnh những căn nhà ngập sâu trong vùng lũ ở Quảng Bình. Tại sao khi có tờ trình vẫn mất mấy ngày để Thủ tướng quyết định? Bão, nó đợi Thủ tướng quyết định hay sao? Con nước, nó đợi Thủ tướng suy nghĩ, nó mới vây xung quanh hay sao? Thủ tướng, ông nghĩ gì khi dân ông chấp chới? Ông nghĩ gì khi thấy biển nước mênh mông? Ông nghĩ gì khi những cái chết không thể chôn mùa lũ? 500 tỷ đã cấp hay chưa vẫn còn nằm trên giấy, câu hỏi được đặt ra. Theo thống kê của Bộ Tài chính, từ đầu năm đến 24 tháng 9 năm 2020, ngân sách nhà nước đã chi khoảng 17,4 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Đấy, gói cứu trợ 62.000 tỷ khi nào chi đủ cho dân đây? Dân hỏi gắt,
Thủ tướng có thể mang cái tội bôi nhọ lãnh đạo, chống phá, xuyên tạc. Thủ tướng chậm trễ cứu dân để dân khốn khổ, ai định tội Thủ tướng? Cô Nguyễn Thị Dương đã nêu câu hỏi thay cho lời kết luận của mình. Ngày 15 đến 16 tháng 10 năm 2020, đang báo động khẩn mưa lũ, gần 15 cán bộ huyện và lãnh đạo chủ chốt các xã vùng rốn lũ Hương Khê đã lên máy bay vào thành phố Hồ Chí Minh tham dự cuộc họp đồng hương diễn ra vào ngày 18 tháng 10 và mãi đến 20 tháng 10 họ mới quay trở về. Về phía huyện Hương Khê, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, trưởng ban tuyên giáo cũng đi họp hội đồng hương. Các xã như Hương Trạch, Hương Thủy, Hương Giang được cho là địa phương nằm trong diện đặc biệt ảnh hưởng do đợt mưa lũ lần này. Tuy nhiên, lãnh đạo chủ chốt là bí thư, chủ tịch xã đều đi họp đồng hương, thậm chí có một xã còn đi cả 3 người gồm chủ tịch, bí thư và chủ tịch mặt trận. Vậy mà ông Lê Ngọc Huấn, bí thư huyện ủy Hương Khê nói, mỗi xã chỉ cử một người đi, không ảnh hưởng gì. Trên trang Facebook có hơn 200.000 người theo dõi, nhà báo Bạch Hoàn đưa ra bình luận như sau. Trong khi người dân khắp nơi đang động viên nhau đổ về miền Trung cứu trợ, thì ở Hương Khê, Hà Tĩnh, có 15 cán bộ lũ lượt kéo nhau đi thành phố Hồ Chí Minh, hội hè gặp mặt đồng hương. Đây là hình ảnh huyện Hương Khê là nơi rốn lũ, nước ngập tứ bề, chia cắt nhiều xã. Khi người dân màn trời chiếu đất, co ro, đói rét, thì 15 công bộc của dân ấy tổ chức hoàn ca. Đã thế, ông Lê Ngọc Huấn, bí thư huyện Hương Khê, Hà Tĩnh còn dám nói rằng 15 cán bộ lãnh đạo tham gia hội họp ấy không ảnh hưởng đến công tác phòng chống bão lụt vì họ đi vào thứ Bảy, Chủ nhật. Thế nhưng, khốn nạn thay là bão lũ lại không chịu nghỉ cuối tuần. Vào ngày hôm đấy, mưa lũ còn hung dữ hơn, khiến năm xã tại huyện Hương Khê gần như bị cô lập. Thế đấy, trong lúc người dân chúng ta đau đớn và xót xa cho đồng bào mình, thì 15 công bộc của dân ăn chơi đản đúng. Trong lúc nhiều công bộc của dân vừa phóng tay chi tiền tỷ mua cặp da, mua quả, mua hoa, tưng bừng tổ chức đại hội, thì không ít người dân vùng lũ đang chịu cơn đói lạnh. Và giờ đây, khi chơi vơi giữa dòng nước lũ, khi cần một chiếc phao, khi cần một cây cọc để báo víu, để kiếm tìm một niềm hy vọng qua cơn đói, hy vọng qua cơn lạnh, hy vọng mình được sống, thì có những người chẳng biết bấu víu vào đâu. Tôi nhận được rất nhiều lời cầu cứu. Người kêu cứu cho Hương Khê, Hà Tĩnh, người kêu cứu cho Lệ Thủy, Quảng Bình. Họ nhắn tin mà như tuyệt vọng. Họ nhờ tôi làm gì đó, họ nhờ tôi cứu giúp. Hôm qua, tôi đã gửi thêm một chút tấm lòng để giúp bạn tôi, giúp cho bà con Lệ Thủy, Quảng Bình. Tôi không có khả năng làm được gì hơn nữa. Giống như những người đang kêu cứu, tôi chỉ là một phụ nữ thân cô thế cô, không có quyền, không chức, không chút nguồn lực trong tay. Tôi luôn cho rằng người dân nương tựa vào nhau trong cơn khốn khó là cần thiết. Nhưng chăm lo cho dân, bảo vệ cho dân, cứu dân, thu xếp nơi ăn, trốn ở cho dân trong thảm họa thiên tai và nhân tai, tất cả là trách nhiệm của chính quyền. Xin nhấn mạnh rằng đó là trách nhiệm của chính quyền, an sinh xã hội là trách nhiệm của chính quyền. Thế cho nên, các anh chị bạn của tôi xin hãy tiếp tục gieo những hạt mầm thiện lương đẹp đẽ, nhưng cũng đừng quên đòi hỏi mạnh mẽ và dứt khoát yêu cầu các công bộc của dân phải thực thi trách nhiệm với dân. Cũng như tôi hôm nay đòi hỏi chính quyền Hà Tĩnh phải cách chức 15 cán bộ xã huyện Hương Khê vì đã vui chơi hội hè khi dân khốn khổ. Và một lần nữa, tôi đòi hỏi chính quyền phải dốc lòng, dốc sức, đầu tư mọi nguồn lực để cứu dân, đảm bảo an toàn về sức khỏe và tính mạng cho dân. Nhà báo Bạch Hoàn đã nêu ra quan điểm như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê ngày hôm nay thứ Hai, ngày 26 tháng 10 năm 2020 với bản tin Phúc nổ báo nhận vài nghìn tỷ, Thủy Tiên vẫn quyết chuyển tiền cho dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.